Chào anh em nha, lên anh em con máy Kubota E7 ha. Máy đẹp anh em nha. Thì oxy hải sản này, anh em nào cần thì liên hệ ha. Máy là bao zin, bao chạy, bao chất lượng cho anh em nha. Bao ship cho anh em luôn ha. Con này con E8 này, E8 này em bán rồi ha. Còn con E7 này ha. Dầu là sáng quá ha. Dầu là bao sáng cho anh em nha. E7 Kubota 7 PS nước ha. Vòng tua của nó hai gần vòng tua của nó là 2400, maximum 2500. E7 này là dòng máy đời cao anh em nhé, anh em chạy oxy hải sản là ok luôn anh em nhé. Nhiều anh em cứ thấy máy nghề địa không dám mua chạy hải sản, anh em mua ba cái máy của hãng ERV70 chạy ha. ERV70 chạy thì anh em chạy một thời gian em bỏ. ERV70 thì máy mới trong thùng, anh em chạy thì nhìn nó đẹp thiệt, chứ thực ra chạy nó rất là dở ha. Không bao giờ mà qua E7 được ha. Một cái máy Việt Nam lắp ráp với một cái máy Nhật Bản ha. Làm sao mà mình qua nó được ha. Máy này đấy, anh em là chạy oxy hải sản, chạy dòng ok nhất, số 1 nhất chỉ có là E7, E8 thôi, không có thằng nào hơn nữa đâu. Đấy, anh em nào cần cứ liên hệ trực tiếp này. Chạy bơm nước ruộng cũng được này, chạy phát điện cũng được này, gọi là cái gì liên quan đến máy này chạy ha. Con này con E8 ha. Đấy, anh em nào cần thì liên hệ trực tiếp gặp Dương ha. Địa chỉ 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng anh chị em nhé. E8 này, con này Kubota E8 này, gắn bình dầu lên đây. E8 là 9 triệu anh em nhé, anh em nào cần thì liên hệ ha.